Xin chào các bạn đang xem kênh của mình. Hôm nay nhà mình sẽ làm món rau câu phô mai nha. Mời các bạn vào bếp. Thì để làm món rau câu phô mai cà phê, mình sẽ cho vào trong cái nồi này là 1,5 lít nước, tương đương với lại 1.500 ml nước lọc nha các bạn. Mình sẽ cho nguyên một cái gói rau câu giòn của Thái Lan có trọng lượng là 25g nha, vào trong đây nha. Rồi mình dùng một cái vá mình quậy cho rau câu nó tan đều ra hết nha các bạn. Sau đó là mình để cái rau câu ngâm như thế này khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi mình mới đem đi nấu nha. Trong khi đó thì mình sẽ đi làm cái phần kem phô mai nha. Mình sẽ cho vào trong đây là 300ml kem sữa tươi, tương đương với 300g nha các bạn. Kem sữa tươi là heavy whipped cream nha. Cũng như là 300ml sữa tươi không đường, tương đương với 300g sữa tươi không đường nha. Và 120g kem phô mai nha các bạn, cream cheese ha. Nếu các bạn ở Việt Nam không có loại kem phô mai giống như thế này thì mình có thể sử dụng phô mai đầu bò nha. Thì đây là 120g kem phô mai, cream cheese. Trước khi làm mình để ra ngoài 30 phút ở nhiệt độ phòng để cho cái kem phô mai của mình nó được mềm hơn, để mà mình tán ra cho nó dễ hơn nha các bạn. Rồi mình cho cái phần kem phô mai này lên trên bếp để mà mình nấu. Mình đừng có nấu lửa cao, mình nấu lửa vừa vừa thôi nha các bạn, để mình quậy cho cái phần phô mai á, cái phần cream cheese á, nó tan mịn ra trong cái kem sữa tươi cũng như là sữa tươi không đường ha. Các bạn đừng có nấu cho nó sôi nha, bởi vì sữa mà mình nấu đun sôi lên rồi á, thì nó mất đi cái chất béo ha. Rồi mình sẽ cho vào trong đây khoảng 1 muỗng cà phê vanilla extract nha các bạn, là hương vị vanilla bằng cái loại mà bằng liquid ha. Nếu các bạn có đường vanilla thì mình sử dụng đường vanilla nha. Rồi cái phần kem phô mai của mình nó đã hòa tan rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa nha. Rồi bây giờ các bạn có thể chế cái phần kem phô mai qua một cái rây để mình lược lại nha các bạn, cho nó mịn nha. Sau 1 tiếng đồng hồ mình ngâm rau câu trong nước, mình sẽ cho vào trong đây là 300g đường cát nha các bạn, và 1/4 muỗng cà phê muối nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi rau câu này lên trên bếp mình nấu ha. Mình chịu khó đứng quậy như thế này để rau câu nó không có bị đóng với đít nồi, nó bị khét nha các bạn. Sau một hồi mình nấu, trong khi mình nấu mình đứng quậy như thế này nè các bạn, là cho nó không bị khét với đáy nồi ha. Thì bây giờ cái nồi rau câu của mình nó đã sôi trở lại rồi nha. Thì bắt đầu khi mà cái nồi rau câu mình sôi trở lại thì mình nấu thêm 1 phút nữa là đủ rồi nha các bạn. Mình sẽ hớt bọt nha. Rồi cái phần rau câu của mình bây giờ đã đạt rồi ha. Mình cho cái lửa nhỏ xuống nha các bạn. Cái rau câu của mình bây giờ nó đã trong suốt rồi, là rau câu của mình đã chín rồi nha. Rồi đây là phần cà phê mình đã chuẩn bị sẵn nha các bạn. Ở đây là 300ml cà phê. Các bạn có thể sử dụng cà phê hòa tan hoặc là cà phê phin cũng được nha. Thì ở đây mình có là 300ml cà phê, mình sẽ cho vào trong một cái nồi ha. Rồi ở trong đây là 1.500ml rau câu nha các bạn. Mình sẽ lấy ra ngoài 500ml rau câu ha. Trút cái phần 500ml rau câu này vào trong 300ml cà phê nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở lửa lên. Mình mở lửa nhỏ thôi nha các bạn, để mình giữ cho cái nồi rau câu cà phê mình nó có cái độ ấm á, nó không có bị đặc lại nha. Rồi ở bên đây là cái nồi rau câu 1.500ml rau câu, mình đã lấy ra 500ml rau câu mình pha với lại cà phê, thì trong đây mình còn lại 1.000ml rau câu nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho vào trong đây là 600ml kem phô mai nha. Rồi mình quậy đều nó lên nha. Mình cũng mở lửa nhỏ nhỏ để giữ cho cái phần rau câu phô mai của mình cho nó có độ ấm ấm ha. Rồi đây là phần rau câu cà phê, 500ml rau câu và 300ml cà phê, tổng cộng là 800ml ha. Bây giờ mình sẽ chia ra làm 4 phần ha, 4 lần đổ nha, mỗi một lần như vậy là 200ml nha. Rồi bây giờ mình cho 200ml cà phê rau câu vào, rau câu cà phê vào trong đây nha các bạn. Rồi mình chờ cho nó nguội bớt ha, mình chờ cho nó đặc lại bớt ha. Rồi ở đây là mình có 1.600ml rau câu phô mai, mình cũng chia ra làm 4 lần đổ nha các bạn. Mỗi một lần vậy là 400ml nha. Bây giờ mình sẽ múc ra ngoài cái tô 400ml ha. Sau khi mình để được 5 phút rồi nha các bạn, cái phần rau câu của mình nó đã nguội bớt, đã hơi
hơi khô khô rồi này nha. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần rau câu phô mai lên nha. Mình đổ bên ngoài mấy cái cạnh, mấy cái góc như vậy là từ từ nó chảy vô trong nha. Mình đừng có đổ mạnh quá ngay chính giữa đó. Ngay chính giữa là những cái chỗ mà nó lâu đặc nhất đó nha các bạn. Mình đổ nhẹ nhẹ thôi ha. Đổ này còn tùy theo cách đổ, kiểu đổ theo ý thích của các bạn nha. Các bạn ý thích đổ theo kiểu nào thì mình đổ theo kiểu nấy ha. Cái này thì tại vì mình muốn chia ra đều làm 4 phần bằng nhau đó. Để mình đổ lên nhìn cho nó đều nhau. Cái phần này thì nó hơi dày hơn cái phần kia cho nên mình để hơi lâu một xí ha. Mình để cho rau câu nó đông lại đó các bạn. Các bạn có thể sử dụng một cây quạt ha, mình thổi vào á thì nó sẽ đông lại lẹ hơn ha, làm cho cái quá trình mình đổ nó lẹ hơn ha. Còn nếu không có quạt mình để không á thì nó hơi lâu một xí nha các bạn. Rồi khi mà có quạt á, cái rau câu của mình nó đông lẹ lại nha các bạn. Mình có cần có 2 phút tới 3 phút là nó đông lại rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần cà phê nha, rau câu cà phê lên trên đây ha, cũng đổ vòng vòng ngoài cái thành khuôn ha. Để cho nó chảy vô trong từ từ nha. Rau câu cà phê cũng đã khô và đã đông lại rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho cái phần rau câu phô mai vô nha các bạn. Rồi kế đến là tới phần cà phê nữa nha. Cứ như thế mà mình làm cho đến hết ha. Rồi sau cùng là một lớp rau câu phô mai nữa là mình xong nha các bạn. Rồi bây giờ mình chờ cho nó nguội rồi mình sẽ để vào trong tủ lạnh qua đêm ha. Rồi sau đó mình mới lấy ra mình cắt dùng được nha các bạn. Rồi đây là phần rau câu mình để qua đêm rồi nha các bạn. Nhìn cũng rất là đẹp mắt nha. Bây giờ mình sẽ sắc ra thành từng miếng như thế này. Và mình bày ra ngoài dĩa để làm món tráng miệng nha các bạn. Thơm thơm mùi cà phê nè. Rồi có vị béo của kem phô mai ha. Rất là ngon nha các bạn. Sau video này thì các bạn hãy vào bếp làm cái món rau câu phô mai cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Cũng giống như là khi mà có tiệc đó, mình làm cái món này để làm món tráng miệng cũng rất là ngon nha các bạn. Rau câu thơm mùi cà phê, độ ngọt rất là vừa phải nha các bạn. Béo và thơm mùi phô mai, sữa nữa ha. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video này ha. Nếu thấy thích thì cho mình thumbs up, like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình nha. Thank you for watching. Bye bye.